Rồi game chú ý này, thầy sẽ hướng dẫn các em thực hành tạo ra một cái form để người ta có thể thiết kế ra một cái form nó hiệu quả hơn, sắc màu hơn, kết hợp với những cái mục đích của người ta. Ví dụ trên màn hình game nhìn thấy đây là cái form của Shopee, thì người ta sẽ thiết kế nó nhé. Thì game chú ý này, trên form ấy cái chỗ nào là hình ảnh, ta đưa ảnh vào. Chỗ nào đưa các cái logo thiết kế thì ta đưa logo thiết kế, còn chỗ nào mà có các cái nút bấm, ví dụ chữ tiếp theo này là nút bấm của em nhé, nó sẽ nút bấm đó. Cái chỗ nào mà để chúng ta nhập được dữ liệu vào ấy, nhập được các cái giá trị vào thì nó sẽ phải là các cái trường gắn trong một cái bảng. Còn cái chỗ nào là chữ tách không ấy thì nó là các cái label, nó các cái nhãn. Đấy, chúng ta phân tích qua nó là như vậy. Thế thì ví dụ về các bạn ở trên cái form của Shopee này thì đăng ký này của Shopee thì các em thấy nó chỉ có một cái trường là trường số điện thoại thôi. Thế thì rõ ràng ta phải tạo ra cái trường này. Chúng ta sẽ tạo ra một cái bảng và trong cái bảng đấy có cái trường số điện thoại nhá. Thế thì chúng ta có thể liên tưởng ngay rằng đây là cái liên quan đến người dùng, đúng nhỉ? Thì thường cái bảng nó sẽ có một số thông tin kiểu như sau. Ta sẽ đi tạo cái bảng đấy này. Bắt đầu từ bước đầu tiên, ta tạo ra một cơ sở liệu mới nhé, vì đây là hướng dẫn cho những em từ đầu. Về Shopee, ok, chúng ta cần phải tạo một cái bảng trước, mình không có bảng không có gì cả. Các em mà không tạo bảng là không có trường thông tin để các em nhập dữ liệu vào nhé. Ta tạo ra một cái bảng này. Ở đây ta sẽ có số điện thoại, chắc chắn nó kiểu number rồi, và chúng ta sẽ chọn là khóa chính luôn. Điện thoại sẽ được chọn là khóa chính luôn. Thường thường ấy nó sẽ có họ và tên, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ tránh dùng dấu cách, họ tên thôi, kiểu text, đúng không nhỉ? Chúng ta cần thiết ta có thể email text, và nếu cần thiết thì em có thể chọn năm sinh vân vân, nhưng mà thường không cần chọn năm sinh. Thế thì ví dụ cái bảng người ta cần để tạo đăng ký tài khoản Shopee ta có thể như này nếu mà cần, đúng nhỉ? Tạm thời là như vậy đã. Em nhìn thấy chưa? Nếu mà cẩn thận thì các em có thể đưa thêm địa chỉ. Đó, năm sinh. Chúng ta cứ tạo đi rồi không dùng đến thì chúng ta bỏ. Không nhất thiết ta phải lấy vào. Thế thằng chẳng hạn ví dụ thế nhé. Tôi thả làm chính. Ok, ta đưa bảng vào. À, quên, thầy lại nhầm. Ok, đặt tên đi là user chẳng hạn. Bởi vì đây là bảng người dùng mà. Ok. Đó, cái nhìn này, ta view. Thế thì về các bạn này ta không cần form được, nhưng rõ ràng cái giao diện này nhìn nó không thể đẹp được như cái giao diện này, đúng không nhỉ? Đó, đấy lý do vì sao ta cần form. Nào, ta đi form như nào, cái bảng này không cần viết, chúng ta bỏ nó đi. Game chú ý này, bắt đầu ta tạo cái, chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ cái bảng user này nhé. Thì nhìn cái form Shopee này chúng ta chỉ cần tìm một cái số điện thoại thôi, cái nhìn thấy chưa? Thì chúng ta vào create, chúng ta chọn form bây giờ, chúng ta chọn cái bài đây rồi, nó hiện luôn rồi, chúng ta lấy số điện thoại thôi. Đây, ta like đi. Ok, chúng ta cứ để tên bằng này, finish. Đấy, các em nhìn thấy không? Nếu mà để chúng ta tạo ra một cái form kiểu như thế này mà bảng nó có sẵn rồi, game thấy nháy trượt vài cái xong, đúng nhỉ? Thế thì mấy cái nút mạnh đây để game chuyển đổi qua các cái trường nhé, bởi vì cái bảng này là trống rỗng nên tao chưa có cái gì cả. Ta chạy đó, ta sẽ nhập sau, sau rồi ta nhập cái form. Bây giờ game muốn tạo ra một cái form nhái giống kiểu Shopee hoặc là một cái form bất kỳ khác em làm ấy, thì em chú ý ta sẽ design đó. Đầu tiên là game nên mở rộng không gian ra, chúng ta mở rộng không gian ra. Cái cách mở rộng này thì các em đưa vào đường biên nó tách thành mỗi tên hai chiều là ok. Rồi, chúng ta bắt đầu phân tích này. Test sale này nó sẽ là cái đã label rồi, còn cái này chắc là nó hình ảnh, chứ chúng ta cần có thể vào hoa mai hoa đào này thì ta tìm trên mạng, ta insert vào, không nhất thiết phải giống hệt. Ok, người ta sẽ cần có một cái khung trắng trắng này, đúng không nhỉ? Còn có một cái khung trắng trắng. Đây, cái khung trắng trắng này các em nhìn đây là các em mở rộng ra.
Đấy, thế thì cái này là rectangle. Ok, nó chỉ tạo ra một cái đường viền chữ nhật thôi, chứ nó không tạo cho ta được một cái khung trắng như ta mong muốn. Vậy các em ta sẽ loại bỏ đi, em xóa đi. Thì thầy thấy đây có cái này. Có cái đây là cái button rồi. Em trỏ chuột vào cái này nó ra đây cái bóc này, thành cái bóc thì dùng được. Bởi vì đây nó chẳng có cái nên là cả, cho nên là chúng ta đây là nghĩ chúng ta dùng cái text box này được. Mở rộng cái chút nữa này. Ok, chúng ta lấy cái text box này đi. Đấy. Thế các em chú ý nhá. Nguyên tắc là gì? Nguyên tắc là cái nào mà chạy vào sau ấy thì nó đè lên cái trước. Đây là bây giờ các em mà kéo cái chữ số điện thoại này vào ấy, em sẽ không nhìn thấy nó đâu cả. À, bởi vì chúng ta view lên mà sẽ đây nha, ta view lên. View. Đấy, à đây. Cái thằng này nó xuất hiện được. Ok, mình ta kéo trên số điện thoại vào là được. Nhưng mà thầy thì thầy khuyên các em một điều là chúng ta sẽ copy nó ra. Chúng ta copy nó sẽ hay hơn, xong rồi chúng ta sẽ xóa cái chữ copy. Vì sao ta nên copy? Bởi vì cái chạy số điện thoại ta lấy vào từ trước, còn bây giờ ta copy ta đưa vào đây thì cái nào được chèn vào sau thì nó sẽ đè lên cái trước các em nhé. Nhớ này, bấm vào cái đường viền của nó sẽ di chuyển cả hai. Nếu mà các em mà muốn chỉ di chuyển một cái thôi ấy, thì các em bấm vào cái mũi tên, à cái hình vuông màu xám xám nhé, thì các em chỉ di chuyển một mình như đấy thôi. Đó, các em nhìn thấy chưa? À, chúng ta sẽ nhái nào. Rồi, trong này nó hiện số điện thoại rồi, chữ này chữ đăng ký, các em nhìn thấy chữ đăng ký chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sửa cái thầy nhắc lại này, thầy nhắc em này. Cái trong một cái trường từ bảng em trên vào ấy, cái phần bên trên này này, cái phần mà bình thường người ta để ở bên ngoài ấy, thì em nhìn thấy nó sẽ lẫn vào cái màu của đường của nền, nó có các cái dấu chấm ý, thì nó là cái label nhá. Cái label thì em sửa thoải mái, còn riêng cái trường thông tin của ta ấy, em không được động, không được sửa nó đâu nhá, em sửa nó sẽ dẫn đến sai mất. Đây ví dụ thầy đi vào đây, thầy sẽ để là đăng ký. Đấy, cái chỗ này em sửa thoải mái nhé. Thì các em mà muốn phông chữ cỡ chữ to thì các em về tab home, các em sử dụng các cái phông chữ ở trong này, các em chọn đến một cái phông chữ nào mà các em thích. Đúng nhỉ? Không nhất thiết chúng ta phải làm cho nó giống hết cỏ đâu, chúng ta làm nó tương đối thôi cho nó đậm lên này. Cỡ chữ nhỏ to lên chút. Rồi. Thay đổi cái kích thước mong muốn đi. Màu chữ các em cho nó một cái màu nào đấy. Ồ, sao lại ra một cái màu xấu xí này nhỉ? Undo. Đã undo lại. Ồ, vô tình đây nó lại thành cái không thể tin là nó lại thành cái game ạ. À thầy nhầm, đây thầy mày chọn background rồi, chữ A này mới là màu hết thật rồi. Ok, vậy là chúng ta đã nhái được cái đoạn đầu tiên. Cái thành phần tiếp theo này ta cứ à đây, có cái tiếp theo này là một cái nút lạnh, các em chú ý này, cái nút lạnh thì các em sẽ lấy ở đây nhé. Cái phần nút lạnh này các em tất cả các em phải vào chế độ design nhé. Các em nhìn thấy cái button này chưa? Đấy, cái button này đúng nhỉ? Đó chính là cái nút này. Thế đây có một cái button khác này, cái button này nhìn nó nổi hẳn lên, các em có thể sử dụng cái này nhé, hoặc cái button này được này. Đó, chúng ta kéo vào.
Ở đây nó sẽ có rất là nhiều cái chế độ chọn. Thế thì các em chọn một cái, các em nhìn này, các em nhìn thấy chưa? Các em chọn nó, cái này sẽ là cloud, thế này là open, đúng như cái này là only, các em chọn cái tính năng ở đây người ta quy định hết cho nó rồi. Cái này là quiz, đúng nhỉ? Đây, ví dụ. Đó, các em chọn đến một cái, ví dụ ta chọn cái này, chọn tính năng apply này, lách like này. Ok, ta có thể đặt tên. Đấy. Ok, xem đây là gì. Tiếp theo, đúng nhỉ? Ta điền chữ tiếp theo. Add filter, by form, ok, next thử đi xem nó làm gì. Kệ nó, cái tên này kệ nó, mặc định. Ok, cái em nhìn này, đây là review, ta xem này. Đó, các em nhìn thấy chưa? Tiếp theo. Cái màu này các em cũng có thể chỉnh được nhé, các em chỉnh màu được. Ví dụ nó đây màu hồng hồng. Khả năng nó là cái này. Hồng hồng này. Ok, chắc là nó rồi. Rồi. Chúng ta view, view đi. Tạm tạm, đúng không nhỉ? Ok, cái này ta xóa được rồi các em nhé. Cái, vì ta đã copy nên cái này ta xóa thoải mái. Không ảnh hưởng gì cả. Ok, bây giờ các em nhìn này, cái màu này là màu cam, toàn bộ cái màu nền của nó là màu cam nhé. Toàn bộ màu nền này là màu cam. Thế thì cái màu cam này các em chọn cái chế độ vào format như thế này, các em nhìn này. Ồ, tại sao bạn lại không vào chế độ design view nào. Xong format. Rồi các em nhìn này. Cái set fill này nó sáng lên là được nhé. Chúng ta sẽ chọn một cái màu cam, em chú ý more color cho số đây đây đây, cái này là màu chuẩn này, cái này các em có thể tùy chọn, ví dụ đây tùy chọn cái màu chuẩn. Ok, trông khá giống màu của Shopee đúng không nhỉ? Home view. Ồ hồ, những cái con lại đã biến đâu mất hết rồi. Design, tại sao ta làm màu này mà những cái con này nó lại biến mất hết nhỉ? Thôi cái đấy tính sau kia. Thật là khó hiểu. Rồi, ok. Design. Nào em, tiếp theo là ta nhái cái chỗ test sale. Thì đây nó là cái gì? Nó là cái label thôi, cái gì này, cái label. Em bấm một cái AA để cho thầy nhé. Hết chuột vào cái vùng ta muốn đi. Hết sale. Nó không cho ta enter số dòng nữa. Không cho enter số dòng. Chắc thật. Cứ biết thế này đã. Chúng ta gỡ chữ to nhỏ ta lại quay về đây. Tìm vào cái form, cái cỡ phông chữ nào nhìn nó. Các em chú ý, các em gọi tiếng Việt thì các em phải chọn những phông chữ nó hỗ trợ tiếng Việt tốt nhé. Chúng ta chọn những phông chữ nó hỗ trợ tiếng Việt không tốt là không hay lắm. Rồi, ta cứ chọn đại đi. Cỡ chữ 72. Chữ một trắng. Ai... Vừa rồi mà chúng ta không enter xuống dòng được thì chúng ta nó ra làm hai, chúng ta nó ra làm hai, một cái bên trên là test, một cái bên dưới là sale. Ok, thầy phòng khác nhanh nhất là ta copy nha, copy chọn hết ra. Ta chưa copy được. Rồi Ctrl C, Ctrl V cho nhanh. Ok. Đấy, ví dụ vậy. Người ta nhái lại nó không cần nhất thiết là phải giống hệt, đúng không nhỉ? Người ta thực ra người ta chỉ lấy một cái mẫu người ta thực hành thôi, view. À xem người ta được bao nhiêu phần trăm rồi. Ta được khoảng 50% đúng không nhỉ? Trên có hoa mai, dưới có hoa đào. Ta, các em chú ý, có hoa mai hoa đào chẳng tự dưng mà ra đâu, các em phải search nhé.
hoa đào đấy. Vừa rồi thầy có tìm một cái ảnh hoa mai rồi, giờ thầy chỉ tìm cái ảnh hoa đào thôi. Ok, ta lấy cái cành đào đi. Ủa, cái này to quá. Kích thước quá lớn. À, được, cái này cái này nó có cái logo hình ảnh không, không thích. Ok, cái này có vẻ nhỏ xinh, xếp à. Hoa đào. Vừa rồi thầy đã tải một cái hoa mai rồi, giờ nốt cho hoa đào thôi. Ok, các em chúng ta lại vào chế độ design. Các em nhìn có cái phần đó hỗ trợ ra chèn ảnh ấy, cái insert này này. Nó phải sáng lên thì chúng ta sẽ chèn ảnh cho em nhé. Rồi nó sáng lên rồi, các em cứ nháy ra ngoài nó sáng lên. Rồi. Để chèn cánh mai trước, ok. Cho ta kéo này. Kéo cánh mai ở đây. Ok. Em lưu ý là cái sau là nó gò sẽ đè lên cái trước, cho nên các em cẩn thận nhé. Nếu mà đúng nghĩa ra ta nên chèn cái cành hoa trước đúng nha. Ok, thì chèn cành đào góc dưới. Hoa đào. Có vẻ như không gian hơi chật chội rồi. Còn này chúng ta cho kia nó quá to. Kích cỡ của cái này quá to. Ồ, chúng ta cho 60 thôi. Tương tự, cái này chúng ta cho nó 60 thôi. Cái việc chúng ta design này thì rõ ràng nó hơi tốn công sức chút đúng nhỉ, hơi tốn công sức ta một kẹo, nhưng mà bù lại các em chú ý khi chấm điểm thì rõ ràng là các em sẽ được đánh giá tốt hơn. Những cái bạn nào mà bỏ công sức ra để design sẽ được đánh giá, sẽ được đánh giá tốt hơn nhiều rồi. Bình thường mà các giờ thực hành ở trên lớp như thế này ấy, cái phần mà tạo form ấy cho các bạn sáng tạo theo ý của mình ý, lúc nào cũng khiến các bạn hứng thú hơn cả, bởi vì các bạn sẽ được thỏa sức thể hiện các cái năng khiếu của mình, các cái năng khiếu liên quan đến đồ họa, đến nghệ thuật của các bạn. Em thấy chưa, các em mà muốn nó to chữ to lên, các em chỉ cần thay đổi phông chữ thôi, còn các cái kích thước khung của nó thì các em kéo giãn lên cho thầy. View 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 sản phẩm ta nên xem nó ra ngô ra khoai rồi nào. Ai chà. Tại sao cái này? Bởi vì vừa rồi ta ở cái chế độ nào mà nó lại không ra. Hình như là ta cũng phải tác động một chuột nó mới xuất hiện cái có một cái sai sai ở đâu ấy, nó không xuất hiện cái trường kia của ta đúng không? Không sao, chúng ta sẽ khắc phục cái này sau. Các em chú ý cái bài thực hành này nó không bắt buộc các em phải thực hành tạo ra một cái form cầu kỳ này, cái này chỉ để khuyến khích chúng ta thôi nhé. Bây giờ trên cái form Shopee của nó có mấy cái hơi khó làm, các em nhìn này. Cái chữ free ship giảm hàng hiệu giảm 50% với lì xì tạt 8k này, thực sự đây nó là một cái thiết kế cho một ứng dụng khác. Nếu mà chúng ta bỏ thời gian ra ta làm cầu kỳ như này cũng được thôi, nhưng mà thôi ta chơi cái bài, ta chụp cái ảnh này lại đi em. Có mấy cái mà chúng ta thấy khó làm quá ta sẽ chụp ảnh. Em biết dùng ứng dụng Snipping Tool này chưa? Ok, chúng ta sẽ copy này nè. Chúng ta chụp ảnh. Nhớ anh ta chụp tablet luôn được vào. Đây, đây là một cái trò gọi là chúng ta
chúng ta lười biếng một chút được đúng không nhỉ, có những cái mà chúng ta phải linh động thôi chứ không thể. Ôi tôi chết rồi, tại sao nó lại xíu này. À chết thật. Ôi to quá. Chúng ta xếp nó lại em ạ, xếp nó lại nó chèn vào nó sẽ dễ hơn, người ta biết trực tiếp. Ok, ta lại dùng tính năng chèn hình ảnh. Ồ, giờ nó chui về đâu ấy? Đất tiếp, chúng ta xếp S lại. Ở đây shop BNG, ôi trời lại không hỗ trợ, nó không hỗ trợ, nó hỗ trợ BNG, ta dùng JPG vậy. Em lưu ý là hình ảnh nó hỗ trợ hình ảnh JPG thì phải. Ok chúng ta làm lại Pro. Ôi nó lại chui vào trong này. Nó hỗ trợ tất cho em nhé, nó lại chui vào trong này. Ok. Cái thật nó vẫn không xuất hiện cái nó không xuất hiện cái form người ta là sao nhỉ? Mặc dù là chúng ta đã ai chà, này không ổn rồi. Bấm vào phím tab mới xuất hiện, không ổn. Không ổn một chút nào các em ạ. Cái người ta dùng cái ăn này dẫn tới một cái là không mong muốn, đó là khi ta view lên ý, thì mặc định nó không hiển thị trong ta mấy cái trường kia như vậy, ta bỏ đi. Người ta dùng cái ăn này là chúng ta làm nào để chúng ta có được cái phần khung màu trắng bây giờ. Ở access này thì nó lại không có hỗ trợ ta chèn cái menu insert, cho nên là thôi chúng ta dùng cái này vậy. Cái này nó chỉ tạo ra một cái đường viền, một cái đường viền thôi, để xem thầy nghĩ là kiểu gì đường viền này nó hỗ trợ. Nó cũng sẽ hỗ trợ chúng ta phủ phủ màu đường viền. Office. Ta vào format đi xem nó có. Đây, xếp phim màu trắng. À, đúng rồi. Ngay từ đầu chúng ta dùng cái này có phải là đã dễ cho ta rồi không? Cái điều là thằng này bây giờ nó lại đầm đè lên trên, nó nằm đè lên trên mà chúng ta cần nó đưa xuống dưới đi, thì em chịu khó copy nhá, em copy thì ta copy hết các cái này đi. Ngay từ đầu mà chúng ta dùng cái này có phải ta đã dễ chịu hơn rồi không đúng nhỉ? Nhưng rất tiếc là chúng ta đã dùng sai đối tượng cho nên là nó hơi tốn thời gian. Ok. Sai thì làm lại chứ không có gì em ạ. Vì cái quá trình thử và sai là quá trình chuyện bình thường, nhất là khi chúng ta đang học. Ok. Thì nhắc lại nguyên tắc cái này chèn sau mà nó để lên cái trước nhá, thì cho nên là các bạn chú ý.
view view thử đã. Đấy, bây giờ thì nó hiển thị rồi. Ok. Vấn đề bây giờ là vấn đề của làm đẹp. Làm đẹp hay không nó lại phụ thuộc rất nhiều vào các cái năng khiếu của chúng ta. Ơi thằng này màu ra thế này nhỉ? Màu hồng thôi mà. Rồi. Đây là cái form nhái của người ta, nó chỉ được tạo thời, nó chỉ được thế này thôi. Ta xem còn cái họa tiết nào mà chúng ta cần phải. Hay làm đẹp cho nó đó. Chúng ta là nhà thiết kế nghiệp dư cho nên là chúng ta cũng không đòi hỏi chúng ta phải pro như họ đúng nhà sẽ nào. Đây là phạt sản phẩm mẫu. Ai chà chà, còn cái đoạn cuối này chúng ta cũng đi ăn cắp nốt thì các em chúng ta cũng phải nốt đi, chúng ta thôi ta mượn của họ cho nhanh. Ok. Em nhớ xếp lại nhé. Này thầy sẽ chỉnh đường dẫn ra ngoài. Số 2. Nào, chúng ta insert, chúng ta chế độ design, chúng ta insert nó vào. Không thấy cái insert image nó sáng lên thì ta cứ bấm ra ngoài một tẹo, nó sẽ cái tính năng này nó sẽ được kích hoạt. Chưa sáng. Design trời tốn thời gian quá. Shop shop download shop 2 ok. Ta kéo nó vào đây. Ái da. Cái việc chúng ta đây với cái ảnh mẫu của họ này là để giúp ta tiết kiệm thời gian một chút thôi nhé. Thì cái này đôi khi đã thông cảm được. Ok, ta thu gọn như này lại nào. Hình ảnh mai vàng test sale. À. Đào này. Ok, chúng ta copy cái đoạn này nữa. Và họ ở đây họ nói là từ 16 tháng 1 đến 20 tháng 1. Chữ to quá, chúng ta cho kích thước là như giảm đi. 32 thôi. View. Ok, các em nhìn này, như vậy là vừa rồi thầy hướng dẫn các em ta lưu lại là đi sản phẩm của chúng ta lại là dù gì thì đây nó cũng là của quá trình của ta rồi. Các em đã vừa rồi các em đã nhìn thấy thầy hướng dẫn các em nhái lại cái form của trang Shopee chưa? Mặc dù là không thực sự được đẹp, đây đây là trang gốc, chúng ta mở đây để người ta so sánh nha. Đây là sản phẩm gốc này, còn đây là sản phẩm nhái này. Đó, còn đây là sản phẩm nhái chúng ta nhé. Chúng ta không nhất thiết phải giống y chang đúng không nhỉ? Chúng ta học cái phong cách của họ và thực ra để chúng ta lấy một cái mẫu để thực hành thôi. Thế thì các em chú ý cái quá trình mà ta design ra một cái form ấy, nó về thực sự nó đòi hỏi rất là nhiều cái yếu tố khác nhau nhé. Bởi vì
Nó là cả một lĩnh vực thiết kế các em ạ, nó đòi hỏi cả một cái lĩnh vực thiết kế của người ta, và đấy mọi người sẽ phải kết hợp rất nhiều kỹ năng khác nhau vào, từ các cái kỹ năng đồ họa, các cái góc nhìn cảm quan về nghệ thuật. Thì đấy là để chúng ta làm ra một cái sản phẩm có cái tính chất thu hút. Còn nếu mà người ta thực hành theo sách, trong sách giáo khoa hướng dẫn thì ta chỉ cần làm cái form vô cùng đơn giản thôi, không cần phải cầu kỳ này đúng không nhỉ? Nhưng mà chúng ta mà làm cái form đấy thì chúng ta nháy chuột ba cái thì xong, mất có mấy chục giây người ta đã xong một cái form rồi đúng không nhỉ? Thì nó cũng không thể hiện được nhiều kỹ năng người ta lắm. Đấy anh thấy không, bây giờ khi em nhập vào số điện thoại vào đây, ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, cái nút tiếp theo này ở đây chắc là không có tác dụng, nhưng em bấm vào cái nút này ở đây cho thầy nhé, thì nó sẽ có tác dụng. Đấy là người thứ nhất, người thứ hai, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Đây. Bây giờ em muốn biết có tác dụng hay không, em bảo cái bảng user lên. Đó, em nhìn thấy chưa? Vừa rồi ta đã nhập số điện thoại cho hai người. Còn các cái dòng này là do người ta ẩn trên form, người ta không nhập thông tin của họ ở trên form nên nó bị bỏ trống, là chuyện bình thường. Bởi vì vì sao cái form ấy, tác dụng của nó là nó chỉ hiển thị cái thông tin mà người ta quan tâm thôi đúng không nhỉ, mà khi người ta tương tác thì ta chỉ tương tác với cả cái thông tin ở trên đấy. Sao bây giờ các em quay lại cái form này, các em mà muốn thêm một bản ghi mới thì các em đây nhá, ta có xem lại nhá. Đấy, hai bản ghi trước này, em nhìn này, đây là các cái nốt này không? Thực ra nếu mà ta thiết kế cái tốt ý, mà ta hiểu rõ hơn thì các cái tiếp theo này là sẽ có tác dụng, ta có thể làm. Nhưng mà bởi vì đây chúng ta không học quá sâu, cái hướng dẫn của thầy vừa rồi chỉ là cái hướng dẫn để các em có thể tạo được một cái giao diện form cho nó đẹp mắt thôi đúng nhỉ. Thôi ta dùng cái nút lệnh như thế này, cái nhìn thấy không, ví dụ 6666666 rồi chúng ta có thể tách đến đoạn gì tiếp theo thì tư các em mở cái bảng này, các em sẽ thấy này, chúng ta sẽ phải view lại cái kép lại vào nó đi. Data sheet view view ok, nó nhập lại các em nhìn thấy chưa, tao vừa nhập vào một bảng ghi nữa đây.